Sang phần trắc nghiệm nhé. Câu 1 này, cấu hình E lớp ngoài cùng có nguyên tử halogen. Halogen nhóm 7 đúng không? Thì đương nhiên phải là gì? NS2 NB5. Ở đây thiếu mất chữ NB5 nhé. Em bổ sung thêm chữ NB5 vào. Tóm lại là có 7 E lớp ngoài cùng và kết thúc ở gì? Phần lớp B nên là nguyên tố chính nhóm 7A. Ở trạng thái cơ bản có 7 E độc thân đúng không? Đúng không? Sai đấy. Em phải xem là nó là nguyên tố gì. Nó là nguyên tố B. Nguyên tố B là mấy ô? B là mấy ô? B sẽ lại 5 ô được. S là 1 ô, P là 3 ô. 3 ô mà còn 5 E thì hai thằng quay lên quay xuống rồi. Và một thằng quay lên. Như vậy nó chỉ có 1 E độc thân thôi. Đấy, nên em chọn 7 là sai. Hiểu chưa? Thường bọn em cứ nghĩ nhóm 7 nó có 7 E thì 7 E hóa trị hay 7 E ngoài cùng, nhưng E độc thân chỉ có 1 thôi. Liên kết trong phân tử đơn chất halogen. Đơn chất halogen ví dụ CL2, BR2 vân vân thì hai phi kim giống nhau thì phải liên kết cộng hóa trị không cực, đúng không? À, khác nhau mới là có cực. Chất nào tính khử mạnh nhất? Để ý nha, nó phản ngược đấy. Phi kim thì là tính oxy hóa. Như vậy phi kim mạnh nhất theo thứ tự fluor, clo, brom, iốt đúng không? Là theo thứ tự giảm dần. Nhưng tính axit lại tăng dần. Như vậy axit HI là mạnh nhất, đúng không? Thế bây giờ thằng nào có tính khử mạnh nhất? Ha? HI, HF chỉ một trong hai thằng đấy thôi. Vậy tại sao? Tại sao? Tại HI nó tính đúng rồi. Mạnh nhất rồi. Thì nó là tính oxy hóa mạnh. HF thì nó đang là F là âm 1 đúng không? Tính khử là tăng mà. Thì nó sẽ dễ lên hơn đúng không? Trong phản ứng clo với nước, clo là chất gì? Khi clo cộng nước phải ra HCl và HClO không? Thì nó vừa có tính oxy hóa, vừa có tính khử đúng không? Đúng chưa? Thuốc thử của axit clohydric và muối clorua là một đằng là axit, một đằng là muối. Thì thuốc thử đương nhiên phải là phenolphthalein không? Đừng chọn vô em. Phenolphthalein ấy chỉ dùng để nhận ra cái gì? Nhận ra bazơ thôi, màu hồng. Nó không như quý tím, nếu em dùng quý tím phát thì nhận ra axit ngay. Nhưng còn nếu em dùng phenolphthalein thì không nhận được axit đâu. Do đó, mọi người cứ thường thấy axit và muối thì nghĩ ngay đến chất chỉ vị màu là sẽ bị nhầm ở chỗ đây. Được chưa? Ở đây ta phải chọn đáp án B vì nó tạo ra khí CO2 bay ra. Còn nếu là đáp án A thì cả hai thằng đều kết tủa đúng không? Đáp án C thì thằng đầu phản ứng nhưng không có hiện tượng nên cũng không biết được. Được chưa? Đấy. Hợp chất nào có tính oxy hóa mạnh nhất? HClO hay HClO4? HClO. Có phải HClO kém bền phân hủy thành HCl và oxy nguyên tử không? Chính là thành phần chính để giúp cho cái gì? Lức clo có tính chất tẩy màu hoặc là da ven thì nhất giặt rửa đấy đúng không? Trạng thái của brom là lỏng. Hai chất đầu tiên là fluor, clo thì là khí, brom lỏng, còn iốt là rắn. Tính chất axit biến đổi như sau, tính chất axit này đang là tăng dần đúng không? B. Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hydrochlorua HCl nhé. Khí HCl trong phòng thí nghiệm là gì? Trong phòng thí nghiệm nhé. Đáp án D phải là muối NaCl khan cộng với H2S4 đặc. Đặc thì nó khả năng hút nước mà. Chứ người ta không dùng B nhá. Mặc dù H2 cộng CL2 cũng ra HCl, nhưng clo là một khí độc. Mà dùng khí độc trong phòng thí nghiệm thì rất là dễ gây mất an toàn, do đó người ta không sử dụng. Axit không thể đựng trong bình thủy tinh. HF có đặc điểm ăn mòn thủy tinh, mặc dù nó lại là axit yếu trong bốn cái axit đấy đúng không? AgNO3 không phản ứng với NaF. Em nhớ luôn này, với NaCl nó ra kết tủa màu trắng, với NaBr kết tủa màu vàng nhạt và NaI thì kết tủa màu vàng đậm, còn riêng NaF thì không phản ứng. Được chưa? Câu 13. Clo là chất gì? Clo đang là không đúng không? Sang clo âm 1. Không mà sang âm 1 là giảm. Giảm thì phải là gì? Chất oxy hóa đúng không? Còn tăng thì mới là chất khử đúng không? Nghĩa là chất oxy hóa. À. Được chưa? Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của halogen? Đều là chất khí. Toàn rồi. Đúng không? Vì có cả lỏng cả rắn mà. Được chưa? Như A. Đúng không?
Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế từ hóa chất nào sau đây? Lúc ấy em xem lý thuyết phần điều chế rồi. Điều chế thì có thí nghiệm và công nghiệp. Trong công nghiệp là gì? Điện phân dung dịch muối ăn NaCl đúng không? Còn trong phòng thí nghiệm là gì? Các cái chất kia. Được chưa? Như vậy em có thể dùng MnO2 hoặc KClO3 đều được nha. Đúng không? Nếu dùng MnO2 thì phải tác dụng với HCl. Còn nếu dùng KClO3 chỉ nhiệt độ. Được chưa? Đúng không? Như vậy là hai thằng AC đều đúng. Hai thằng AC đều đúng. Nhưng nếu để bắt buộc phải chọn một thằng thì lên chọn A. Không, nếu bắt buộc phải chọn một thằng có nghĩa là đề này vẫn đang bị lỗi. Vì trong phòng thí nghiệm của em cũng có cả MnO2 mà, đúng không? Nhưng tại sao nếu bắt buộc phải chọn một thằng ta chọn A? Vì chọn A ta chỉ cần nhiệt độ là ra được, đúng không? Nhưng chọn C ta phải tác dụng với axit. Hiểu chưa? Đấy, tự dưng phải tốn thêm một hóa chất nữa mà. Câu 16. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khả năng oxy hóa của khả năng oxy hóa chính là gì? Tính phi kim nó thì phải là giảm dần đúng không? B. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau vì có cùng gì? Cấu hình E. Tính oxy hóa, số lớp E, số E độc thân. Số lớp E sai rồi này đúng không? Cấu hình E lớp ngoài cùng cũng khác nhau. Đúng chưa? Nó là 3S23B5 hoặc là 4S24B5 nhưng số E độc thân thì giống nhau. Được chưa? Mà không, chọn câu A vẫn chính xác hơn. Sửa lại cái nhá. Vì có nhiều chất có số E độc thân giống nhau nhưng mà tính chất khác nhau. Ví dụ natri. Natri kim loại có số E độc thân là 1. Kim loại clo, phi kim clo cũng có số E độc thân là 1. Như vậy là số E độc thân chỉ thể hiện khả năng liên kết, nó nhận thêm hay bớt đi mấy E, chứ nó không thể hiện nó là kim loại phi kim được. Khi mở vòi nước máy có phát hiện mùi lạ, mùi đấy là do gì? Clo người ta giải thích khả năng diệt khuẩn là do HClO đúng không? Phân ly ra oxy nguyên tử. 19. Acid chloric có thể tham gia phản ứng oxy hóa khử với vai trò. Vai trò gì? Chất khử, chất oxy hóa và môi trường nó đều có thể đúng hết, đúng không? D. Môi trường là gì? Nó tác dụng Fe đi, tạo ra FeCl2, có phải clo không thay đổi số oxy hóa không? Thì đấy là môi trường. Được chưa? Câu 20. Kim loại nào tác dụng với clo và axit cho cùng một loại muối? Tác dụng được với hai thằng này mà cho cùng loại muối. Thứ nhất, để tác dụng axit chloric phải là kim loại mạnh, bỏ ngay bạc và đồng. Nếu là sắt thì sẽ cho muối sắt 2 và muối sắt 3. Như vậy chỉ có thể là kẽm có cùng hóa trị và là kim loại mạnh. Được chưa Duy Anh? Câu 21. Chất nào sau đây ứng dụng để tráng phim ảnh? Nghe lý thuyết rồi đúng không? Tráng phim ảnh là AGBR. Tráng phim ảnh. Thuốc thử để phân biệt KI cũng dễ rồi. Nó phải có chữ hồ tinh bột đúng không? Nhưng nếu chỉ hồ tinh bột không thì lại chưa có iốt đúng không? Do đó lại áp dụng tính chất là gì? Phi kim mạnh đẩy phi kim yếu ra khỏi muối của nó. Có nghĩa là phải cho clo tác dụng KI để đẩy Y ra. Y kết hợp với hồ tinh bột mới cho ra màu xanh than. Được chưa? Câu 23. Đều tác dụng với gì? HCl. Thế thì không thể có đồng đúng không? Không thể có bạc. Cứ bỏ đồng bỏ bạc đi thì còn mỗi đáp án B. Acid không oxy hóa thì không thể tác dụng kim loại yếu mà. Clorovôi là cái gì? Bây giờ mở ra, mở lại khái niệm clorovôi này. Mở lại lý thuyết đi, clorovôi. Cái này học sinh rất dễ bị nhầm nhá. Mở trang 3 ấy, mở trang của em ấy. Ở cái mục 6 ấy. Phân biệt này ở trong cái lý thuyết có hai chất khi cho clo tác dụng CaO2. Một là CaOCl2, còn cái nữa là CaClO2. Được chưa? Đấy, có hai chất như này nhá. Cái CaOCl2 mới là clorovôi. Còn CaClO2 thì nó là muối bình thường thôi. Được chưa? Đấy. Như vậy nếu viết phương trình theo kiểu là rõ ràng em thấy rằng clo cộng nước ra HCl và HClO đúng không? Bởi lý thuyết như này mà. Mục 6 tác dụng với kiềm này.
Nếu clo tác dụng với nước phải tạo ra HCl và HClO không? Người ta lấy CaOH2 tác dụng HCl ra CaCl2, tác dụng HClO ra CaClO2 thì đây là hai muối khác nhau. Đúng không? Nhưng vì đều là muối tạo bởi canxi và clo nên người ta gộp hai muối này lại là một và ký hiệu nó là CaOCl2 gọi là clorovôi, và clorovôi là hỗn hợp của hai muối theo phương trình dưới kết hợp với nhau. Được chưa? Nhớ nhá, có hai cách viết nhưng chỉ có cách trên mới gọi là clorovôi thôi. Thế thì ta quay ra được ngay câu 24 là gì? Clorovôi phải là tạo bởi gì? Hai kim loại là sai rồi đúng không? Tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit hay với một gốc axit? Phải là hai gốc axit đúng không? B. Clo trong trường hợp này là gì? Từ 0 xuống âm 1 đúng không? Chắc chắn là phải gì là chất gì rồi? Giảm, phải là chất oxy hóa đúng không? Như vậy là chỉ bị oxy hóa. Phi kim mạnh mà. Câu 26. Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước phlo? Vì phlo rất mạnh. Nó mạnh đến mức mà khi cho nước phát nó bốc cháy luôn. Đúng không? Như vậy là vì phlo bốc cháy khi tác dụng với nước. C. Nhớ nhá. Bốc cháy ngay trong nước. Câu 27. Chất nào sau đây có độ tan tốt nhất nhá? Độ tan tốt nhất. Thế thì chỉ có mỗi ông AgF thôi. Vì sao? AgCl kết tủa trắng, Br vàng nhạt, Y là vàng đậm. Ba thằng đấy kết tủa thì tan cái gì nữa, đúng không? Chỉ có AgF. Thuốc thử để nhận ra iốt là hồ tinh bột. Cái này dễ thôi. HCl chứng tỏ chất khử. Muốn chứng tỏ nó là chất khử thì phải tác dụng với chất có tính oxy hóa. Mà chất có tính oxy hóa đây là MnO2. Còn nếu không em có thể dựa vào số oxy hóa là âm 1, còn bên kia là 0. Số oxy hóa tăng thì nó là gì? Chất khử. Được chưa? Đấy, xong trắc nghiệm nhé. Mở bài nhận biết này. Mở bài nhận biết dạng 2 ấy. Còn đâu thì dạy biến hóa lát bọn em viết sau. Nhận biết nhé. Câu A. Có axit bazơ muối. Còn nhớ trình tự thôi, hãy dạy bọn em lớp 9 không? Cứ nhận biết đầu tiên dùng quý tím. Đó là nhận biết dung dịch, cứ dùng quý tím trước. Nó sẽ tách thành 3 nhóm, xanh, đỏ và không màu. Đúng không? Còn nếu cho chất bột thì đầu tiên phải dùng nước để kiểm tra tính tan. Như ở đây là dung dịch rồi, thì quý tím này, thằng đầu tiên xanh đúng không? Thằng thứ hai đỏ, hai thằng còn lại là không màu đúng không? Được chưa? Khi có các muối thì bây giờ em phải nhận biết cái gốc nào trước. Nếu có gốc CO3 hoặc gốc HCO3, gốc CO3 2 trừ HCO3 trừ, em phải nhận biết trước bằng cách dùng axit, có thể là HCl đi, để tạo khí CO2 bay lên. Thì ở dưới đi. Được chưa? Nếu nhìn lên đây, nếu có CO3, HCO3 thì dùng axit trước để tạo ra khí CO2 bay lên. Đây là bước số 1. Viết thẳng vào cứ đúng trình tự mà làm nha. Được chưa? Đấy. Tiếp tục. Nếu thấy SO4 2 trừ thì dùng gì? BaCl2 hoặc BaOH2 để tạo kết tủa BaSO4, kết tủa màu trắng. SO4 2 trừ hoặc là CO3 2 trừ nhá. Nhưng mà CO3 thì mình đã có cái ở mục 2 rồi đúng không? Nên CO3 có thể bỏ qua. Ta chỉ còn bước 2 là nhận ra SO4. Nếu thấy có Cl trừ, Br trừ và Y trừ thì dùng AgNO3 thì sẽ tạo ra AgCl kết tủa trắng, AgBr kết tủa vàng nhạt. Vàng nhạt và AgY kết tủa vàng đậm. Được chưa? Đây là bước số 3. Bước số 4 thường là còn lại. Thường là còn lại. Đây là 4 bước nhận biết cơ bản. Thì bước số 4 của mình thường sẽ là chất còn lại. Ngoài ra nó có thể có một số biến tấu như là có thêm muối mà có lưu huỳnh, muối S ý, thì em vẫn cho tác dụng axit để tạo ra HS, khí mùi trứng thối về lên. Được chưa?
khí CO2 thì làm đục nước vôi trong này vân vân. Đấy. Nhưng mà cơ bản là mình dùng bốn cái này có thể làm được 80-90% bài tập rồi. Đấy, bây giờ ta nhìn nhá. Con A này sau khi xanh đỏ xong nhá. À này quên mất đấy. Đúng ra ta cái vi bước 1 là quỳ tím. Đó. Chèn cái bước 0 đi. Bước 0 là quỳ tím. Bước ban đầu quỳ tím là dễ nhất vì không phải viết cái gì cả, nhìn phát biết ngay. Nếu cho chất bột thì phải là dùng nước nhá. Thế còn NaCN và NaNO3 thì em thấy ngay là có clo đúng không? Em dùng Ag gì? AgNO3 thì sẽ thấy kết tủa trắng không? AgNO3 thì ra kết tủa trắng. Thế còn lại là NO3 chưa? Hiểu không? Đấy. Tiếp tục nhá, sang mục B. Quỳ tím tiếp. Hai thằng đầu không màu, hai thằng sau là gì? Đỏ, đúng không? Hai thằng không màu, hai thằng đỏ. Hay nói cách khác là chia thành hai nhóm chưa? Xét nhóm không màu lại dùng AgNO3 ra kết tủa trắng không? Còn lại KNO3. Nhóm đỏ cũng dùng AgNO3 lại kết tủa trắng chưa? Như anh hiểu chưa? Làm hết được các bài trắc nghiệm luôn đấy, bạn nhận biết. Câu C. Thấy ba cái gốc muối chưa? Bắt buộc phải nhận ra K2N4 trước bằng cách dùng BaOH2 hoặc BaCl2 đi để tạo ra kết tủa trắng, đúng không? BaCl2. KCl-KNO3 thì lại dùng gì? AgNO3. Còn việc viết phương trình là việc của bọn em rồi, đúng không? Câu D, ba axit này. Ba axit này khác gì ba cái muối kia đâu, đúng không? Thì vẫn phải dùng gì? BaCl2 và AgNO3. Chỉ quy trình chưa? Câu 4. Quỳ tím, thằng đầu xanh, thằng sau đỏ, ba thằng còn lại NaNO3 đỏ đó. Thế thì hai thằng đỏ này lại thấy R4 lại dùng BA đúng không? Hai thằng không màu vẫn dùng BA, đừng dùng AgNO3 nhé. AgSO4 cũng kết tủa, AgCl cũng kết tủa, làm sao nhận được? Mà lại phải viết hai phương trình, hiểu không? Thế bảo cái quy trình cho bọn em 4 bước thì cực kỳ đơn giản, phải dễ. Bài nào cũng ra hết mà. Câu F. Xanh, xanh, hai thằng xanh và hai thằng không màu. Hai thằng không màu vứt đi chưa? AgNO3 phát ra CaCl2 đúng không? Không ghi vào à? Như này này, là mình hiểu được mà. Riêng hai thằng xanh, em thấy có CaOH2 là nước vôi trong đúng không? Thì người ta sẽ dùng gì? CO2. Làm đục nước vôi trong mà đúng không? Được chưa? Còn NaOH thì thôi. Chất cuối luôn luôn là còn lại mà. Con G lại là gì? Xanh, đỏ, xanh. Hai thằng xanh thì lại dùng gì? Có Ba thì dùng SO4 đúng không? Em dùng thêm H2S4 thì ra BaSO4 kết tủa chưa? Còn hai thằng không màu thì quá đơn giản rồi, lại BaOH2 tiếp đúng không? Chứ anh hiểu chưa? Đó. Nó thành quy trình rồi. Như vậy học sinh cứ sợ các bạn nhận biết, nhưng thực tế ra em thấy đơn giản không? Nhìn phát biết ngay đáp án. Câu H quá dễ luôn, AgNO3. Thằng đầu không, thằng tiếp theo vàng nhạt và thằng cuối là vàng đậm chưa? Nhớ nhá, tự ghi nhá. Đừng có chủ quan, cứ nghĩ là hiểu. Câu Y. Lại một ông xanh. Có mỗi một ông xanh thôi. Và thằng này đủ 4 loại ion chưa? Đầu tiên phải nhận CO3 trước bằng cách cho axit đúng không? HCl có khí bay lên. Tiếp theo là gì? Nhận ra SO4 thì dùng BaCl2. Còn hai thằng NaCl, LaBr thì dùng AgNO3 để nhận ra cả đôi luôn. Vì một thằng kết tủa trắng, một thằng kết tủa là vàng nhạt. Các anh hiểu chưa? Đấy. Câu gì? Câu gì thôi, AgNO3 đủ nguyên bộ 4 thằng rồi đúng không? 4 loại, một thằng không, 3 thằng có kết tủa, màu khác nhau. Câu K. Khó nhất. Không dùng thêm thuốc thử nào. Khi không dùng thêm thuốc nào thì người ta thường đổ lẫn các chất này vào với nhau. Đổ các chất vào với nhau. Em đem thằng đầu tiên đổ vào các thằng sau ấy, không hề có hiện tượng gì nhá. Đúng không? Muối này làm gì tác dụng thằng nào đâu. Đem thằng NaOH đổ vào nhá. Thằng NH4Cl có khí bay lên. Thằng cuối cùng không có hiện tượng gì.
Như vậy khi đem đổ NaOH vào mà thấy thằng nào có khí bay lên thì thằng được đổ vào là NH4Cl, còn thằng đem đổ là NaOH đâu. Có mình phản ứng đấy là có khí mà, đúng không? Nhận ra hai thằng này rồi nhá. Đúng chưa? Tiếp tục. Thế thì còn hai thằng còn lại thì em đổ vào thì có cái tủa đúng không? BaCl2 và H24. Đổ vào thì có cái tủa. Nhưng lưu ý này, khi em đổ hai thằng vào có cái tủa thì làm sao biết được thằng đổ vào là thằng BaCl2 hay thằng H24 đâu, đúng không? Chỉ biết là hai thằng này chắc chắn là BaCl2 hay H24, nhưng đang chưa biết là thằng nào với thằng nào. Thế thì người ta dùng cái gì? Dùng cái gì để nhận ra? Em đem NaOH đổ vào cái MgCl2, có phải em thu được MgOH2 kết tủa không? MgCl2 cả NaOH nhận ra rồi mà. Đúng không? Em đem NaOH đổ vào NH4Cl ra khí bay ra là NH4Cl nhá. Ra kết tủa thì là MgOH2 đúng không? Thế là em nhận ra được ba thằng đầu tiên chưa? Lấy cái kết tủa đấy đổ vào hai thằng còn lại. Thằng nào kết tủa bị hòa tan thì đấy có phải H2S4 không? Vì MgOH2 tác dụng H2S4 mà. Còn thằng BaCl2 thì không đúng không? Thế thì BaCl2 là chất còn lại chưa? Tìm cách mà ghi vào đi. Lấy một lọ bất kỳ đổ vào các lọ còn lại. Nếu thấy xuất hiện kết tủa và có khí thoát ra. Nếu thấy lọ nào xuất hiện kết tủa thì là MgOH2. À thì là MgCl2. Nếu thấy có khí thì là NH4Cl. Nếu thấy có khí là NH4Cl. Khi đó nọ đem đổ vào là NaOH. Khi đó nọ đem đổ vào là NaOH. Có nghĩa là em lấy không phải lọ NaOH thì cũng không có các hiện tượng đấy. Đúng không? Lọ đem đổ vào là NaOH. Được chưa? Lọ đem đổ vào là NaOH. Lấy kết tủa MgOH2 thu được. Lấy kết tủa MgOH2 thu được. Cho vào hai lọ còn lại. Lấy kết tủa MgOH2 thu được, cho vào hai lọ còn lại. Lọ nào hòa tan kết tủa thì là H2S4. Lọ nào hòa tan kết tủa là H2S4. Còn lại là BaCl2. Lọ nào thấy hòa tan kết tủa là H2S4. Còn lại là BaCl2. Được chưa? Mọi người nhìn dạng 3 này. Toàn bộ dạng 3 là viết phương trình phản ứng hóa học, viết phương trình điều chế. Được chưa? Thế thay vì việc ta viết phương trình hóa học, viết phương trình điều chế dạng 3 như này thì bọn em làm cái dạng 1. Nó còn tốt hơn gấp nhiều lần cái dạng 3 đấy. Vì em nhìn cái dãy biến hóa ở dạng 1 ấy, nó đến gần 100 phương trình ở chỗ này rồi. Em viết được hết tất cả phương trình này thì coi như em đã thuộc. Được chưa? Phương trình nào không thuộc, không viết được thì tra lý thuyết. Cha mà không ra thì lúc đấy hỏi. Nhớ nhá. Cái nào không viết được thì để đấy. Và cha không được thì hỏi. Nhưng thực tế là mọi người cha sẽ ra hết. Đặc biệt là cái bài 2. Đồng chí Hà lưu ý nhá. Bài 2. Những bài lưng cao. Người ta sẽ không cho mình ABC là chất gì. ABCDF. Em bắt buộc phải dựa vào cái phản ứng tính chất đã biết để chọn được ABCDF. Và nhớ rằng mỗi chữ cái ký hiệu cho một chất không được trùng nhau. Có nghĩa A thì chỉ là một chất thôi, không được A trên A dưới khác nhau. Còn đâu cơ bản thì cứ làm bài 1 trước. Được chưa? Bài 1 và bài 4 là cơ bản, bài 2 khó hơn, còn bài 3 thì dễ nhất, vì còn chấm chấm hỏi hỏi rồi. Hình dung chưa? Đấy, bắt đầu.